Ngày Tết không chỉ là thời điểm mà mọi người nghỉ ngơi, nhìn lại một năm nỗ lực và cố gắng. Đây còn là thời điểm để chúng ta quây quần bên gia đình, giữ lại những kỷ niệm và thời thanh xuân đẹp đẽ. Và chụp ảnh Tết truyền thống với những concept độc lạ, cùng những món phụ kiện xinh xắn mang đậm không khí xuân và tông màu đỏ lung linh được nhiều gia đình và các bạn trẻ lựa chọn để mang tới không khí xuân rộn ràng. Nhắc tới Tết, chắc hẳn sẽ không thể thiếu bánh chưng, hoa đào, đôi câu đối. Những phụ kiện xinh xắn ấy sẽ cùng tô điểm nên bức tranh xuân thu nhỏ. Cùng với đó là nụ cười tươi tắn trên môi của mỗi thành viên trong gia đình. Những bức ảnh tràn ngập không khí xuân cùng với tình cảm được thể hiện rõ nét qua những cử chỉ, điệu bộ cũng như cách tạo dáng chắc chắn sẽ lưu lại những ký ức thật đẹp cho mỗi người. Các bạn có thể lựa chọn áo dài hoặc những chiếc váy bồng xòe với thiết kế hiện đại, làm tôn lên đường nét cơ thể cùng vẻ đẹp ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Cùng với đó là tông trang điểm nhẹ nhàng hoặc sắc sảo đều rất hợp với không khí ngày Tết. Cứ mỗi dịp Tết đến thì tất cả ekip bên em đều lên kế hoạch cũng như là sắp xếp để decor lên một concept Tết thật ý nghĩa cũng như là để cho các bạn trẻ đến trải nghiệm và để chụp ảnh, để lưu lại những bức ảnh về Tết đẹp nhất. Và với cái phong cách mà em set up ấy, thì sẽ theo xu hướng nó là cổ truyền một chút. Các bạn trẻ rất là yêu thích cái concept chụp truyền thống này. Các bạn có những trang phục cũng như là những dáng chụp rất là phù hợp với Tết truyền thống. Vì đã sắp đến Tết rồi, em muốn tạo cho tất cả mọi người một không khí Tết thật vui vẻ, rộn ràng. Tết thì hay ưa chuộng màu đỏ, nên em muốn mang một sắc đỏ thật là tươi tắn đến với Tết năm nay. Tết đã gần kề và những bức ảnh đẹp ngập tràn không khí xuân chắc chắn sẽ là những ký ức đẹp đẽ cho mỗi mùa xuân. Hãy lựa chọn cho mình một concept thật đặc biệt và chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có những bức ảnh xuân thật độc đáo nhé.